we sail a little bit higher. Hello, chào cả nhà. Hôm nay team Hương Nam đang có mặt tại Biên Hòa, tối đêm nay diễn live show cho anh Ba Ngọc Sơn. Rất mong cả nhà mình ai yêu mến anh Ba Ngọc Sơn cũng như yêu mến tất cả các ca sĩ có mặt trong live show hoặc là team Hương Nam, thì cả nhà mình hãy nhận thức thời gian để đến xem live show tối đêm nay. Và hiện tại team Hương Nam đã có mặt tại Biên Hòa, và đây là không gian nhà của quản lý Hương Nam Nguyễn Thanh Nhã. Đây nhà bé ruột, đây là nhà của Nguyễn Thanh Nhã nha. Nguyễn Thanh Nhã là quản lý của Hương Nam, chồng của cô. Nó đây là không gian nhà quá cà phê. Nếu mà các bạn nào mà mấy bạn trẻ tuổi teen rồi đó, nếu mà có tìm một cái chỗ nào đó để tâm sự hay là uống nước để giải khuây, thì mình hãy đến đây. Ở đây không gian rất là thoải mái và mát mẻ và yên tĩnh nữa, không có bị ồn ào. Nếu các bạn nào mà muốn uống nước mà chỗ nào mà thoải mái thì hãy đến đây nha. Quán cà phê của Nguyễn Thanh Nhã, đây là mẹ ruột của Nguyễn Thanh Nhã nha. Và mấy chị em đang có mặt ở tại đây để nãy giờ ăn cơm xong rồi, thì bây giờ mấy chị em bắt cướp buổi đồ để mà chuẩn bị cho show diễn tối hôm nay. Thì bây giờ Thảo cũng đang buổi đồ. Hello cả nhà, tối nay Thảo vẫn áo dài bướm. Hôm nay là đoàn Lưu Tôn Hương Nam được nhận lời mời là tham gia live show của danh ca Ngọc Sơn. Và 8 giờ tối chương trình đã bắt đầu, nhưng mà chưa là Nhã đã cho mọi người xuống rồi. Tại vì ở đây là nhà của mẹ Nhã, có một cái quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh, nhà thuê nha mọi người, chứ không phải là nhà chính chủ nha mọi người. Là cho mọi người xuống đây nghỉ ngơi ăn cơm. Giờ là trang điểm rồi, 7 giờ hơn mới qua sân khấu. Đây là toàn cảnh của tất cả các chị em trang điểm. Riêng cái chị này là không ai chơi với chị nha mọi người, cho nên chỉ ngồi với livestream một mình chị nha mọi người nha. Nãy giờ chị rất cần người nói chuyện nhưng mà không ai nói chuyện với chị hết cho mọi người đó. Là Facebook của chị là Cát Thiên Hoàng Kim nha mọi người đó. Ngồi nói chuyện mình đi nha chị nha. Cuộc đời hay vậy, hay vậy. Nhiều khi cười tươi trong ngoài miệng như chiếc chân gục vui vui vui. Đó, bây giờ là một minh chứng là mọi người thấy không? Ngồi chung bàn nhưng mà vẫn không nhìn mặt nhau đó, thấy chưa? Ngồi chung bàn á, không nhìn mặt đâu không? Bởi vì nói chung là vậy nè mọi người. Lúc mình còn tài giận á, mình còn tiền á, nhiều người giận nó, bây giờ hết tiền. Cái sao? Cái thằng người gần đó mình nghe. Đây mọi người quay xa xa thì có mấy trái cổ của Yumi nha mọi người đó. Nó giả đó. Vô em có biết có là nói chuyện với Yumi. Hát chưa? Nó hát nhiều bài lắm, như là gió cuốn chim mục tiêu gì đó. Là hôm qua bữa nay là Yumi bệnh rồi cả nhà ơi, nhưng mà Yumi gắng cố để lên sân khấu cả nhà mình hết bệnh. Thật sự là bệnh thì cả nhà mình nghe giọng là rất là khác đúng không? Nhưng Yumi bị đau họng không biết bị gì nó mà nuốt nước miếng vô nó đau lắm. Hồi tối kêu số ở nhà mình thấy rồi đó, quậy hết cỡ, kêu được một con số là mừng lắm. Vừa kêu được một con số quay vô trong mà nó bị như dướng dướng cái gì vậy, không biết cái trái cổ này có phải là bị dướng không nữa. Bây giờ đi cà đi, cắt nó luôn thật đi. Thật sự người ta thường nói là dướng cục đàm không, còn Nhung Mi là bị dướng trái cổ nha. Nói quay nó lại là thật sự là hai ngày nay là Nhung Mi đang bệnh cổ. Nhưng mà cả nhà mình chắc có lẽ là không biết bệnh đâu, nói ra mới biết chứ. Tại vì lúc nào cũng cười giỡn cái sân khấu chân á. Có hồi đêm qua lên mà diễn hai vòng cuối, cả nhà mình thấy là Yumi ngồi không là lúc đó vô tâm sự với là quản lý Nguyễn Thanh Nhã, nói chị ơi giờ em kêu số hết nổi rồi, thôi cho em đi bán vé nha. Đó là thật sự lúc đó là hết nổi, nói chuyện không được nữa. Bởi vì cái miệng đau thôi chứ không có cảm đúng không, đau thôi. Nó bị nuốt nó miếng đau, rất là đau luôn, y như là trái cổ nó bị cản lời vậy đó. Không phải đau, chị nghĩ dạ. Là mặt nằm hở vô ngực đó, là gió nó thổi lên trên cổ. Đâu không phải mặt đầu kính mà chị. Đây, năm nay các bạn đang thấy một di tích lịch sử năm nay đầu sò ở Nhi đó. Đây là di tích lịch sử còn lại, nó chỉ còn là cổ thạch thôi nha mọi người đó. Các bạn thấy đây là một cái đầu rất là bự, ở phía dưới là một trái cổ cũng rất là bự.
đây là một người có con ma gì nó giả mà thằng ấy vui đó. Hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm sân ca gia nhập tại với thằng Hương Nam nha mọi người. Cảm nghĩ với em, em đã làm được gì cho Hương Nam, công hiến được gì cho khán giả, và em nhận một năm qua là em làm được những gì nha. Ngày hôm nay là kỷ niệm một năm mà Xuân Ca tham gia gánh hát Lôi Cơn Hương Nam. Thật sự khi mà trở về gánh hát Lôi Cơn Hương Nam thì rất là vui vì lúc nào cũng được những anh chị em nghệ sĩ trong đoàn, chị Nhã quản lý rồi chủ đoàn Xuân Xu lúc nào cũng thương mến, lựa chọn cho Xuân Ca những cái tiết mục rồi dàn dựng nó rất là công phu để gửi đến cho tất cả quý vị. Một năm qua phải nói là một năm thành công khi mà gặt hái được rất là nhiều tình cảm của quý vị khán giả, và sẽ ngày càng cố gắng hơn nữa để cho làm cho những sản phẩm gánh hát Lô Tô Hương Nam sẽ ngày càng thật là hay để phục vụ cho quý vị khán giả. Đây là một cộng tác viên của Hương Nam cho mọi người, bách cấp chuyên viên, bách cấp Tiến Khang, người đã làm nên những cái mặt đẹp cho Hương Nam. Chào đi, chào tất cả. Tiếng Khang là đêm Hương Nam By Night 1 là làm mặt cho Su Su với lại là Xuân Ca. Và đó là hai người đêm đó rất là khác. Mà người nghệ sĩ thì lúc nào muốn lên sân khấu xuất hiện mới mẻ trước mặt khán giả để phục vụ cho quý vị những tiết mục thật là hay. Bên cấp Tiếng Khang. Chào đến Tiếng Khang. Đây là một cái không gian mà của mẹ Nhã là thường thường á, tuần hay tuần là Nhã hay gì đây, có gì thì sẽ về đây đó. Không gian này là do anh hai của Nhã đó, mở ra cho mẹ Nhã lên coi. Tại vì ở quê thì quê Nhã ở Cần Thơ, có một mẹ ở nhà buồn, ba thì đi làm xa, cho nên là anh hai quyết định là mở cái quán này. Anh hai đi làm, mẹ Nhã sẽ quản lý cái quán này, mà Nhã từ Sài Gòn về đây cũng gần, cho nên đó là một quyết định rất là gọi là ok. Nhã an tâm, Nhã đi làm nghề, có mẹ ở với anh hai thì nửa đêm nửa hôm có chuyện gì thì có anh hai đỡ được. Nhã cũng an tâm hơn thay vì ở dưới quê mẹ ở của mình. Đó, rất là ngăn nắp, mẹ Nhã là bên kỹ. Từ cái đi nha mọi người, mẹ Nhã rất là kỹ trong mọi nhà. Không có một biến thủy nha mọi người. Cách sắp xếp khó lắm mọi người, không có dâu nở được đâu nha, nha. Rất là khó. Một phần Nhã khó là nhờ cái gen di truyền. Rất là khó cho mọi người, nhà cửa từng góc ngách là phải sạch sẽ. Đừng đốt không? Dạ. Còn đang ngủ lắm dừng đó. Đẹp em còn 3 con nữa chị ô. Đẹp trai lắm. Đẹp trai. Đẹp trai. Cái gì? Cái mà ba con cao. Em còn ăn ba con dịch nữa, cần phải mở ra cho nó kịp để giao cho khách. Cái đường mệnh danh là hoàng tử. Cái thằng đó mà nó nhái á. Thì cái thằng mà nhái cho là đường mệnh. Trời, cái thằng kia nè, cái thằng mà gốc đó. Cái thằng mà... Không, bởi vì cái thằng mà nhái, thằng gốc đó, nó là đường mệnh. Ờ, nhưng mà cái thằng chị nói là nói về cái thằng mà... Và tương tốc cho live show có 2 của anh Max. Thì có Hương Nam để chỉnh chu lên từng sang viên chơi không? Đang lớn cho anh em đẹp trai không chị? Mặt có mắt của đó. Hiện tại bây giờ là cũng quá giờ mấy chiều. Được cái bài mà để đổi chi mà em đó là cái bài này, là cái bài này nhưng mà biết đó. Nhưng mà cái này nghĩ nó giả hồn à, ai mà giống cực kỳ luôn á. Tao nói chuyện với ông. Chuyện với chuyện với ông. Tẩm Phương cũng giống vậy. Nó bận chân không có giống. Đi chỗ lạ nè, còn có ai có giấy số không? Nó bằng điện thoại. Trong buổi chứ giờ. Giờ bằng điện thoại. Dạ, sẽ không giờ. Giá giò trong cửa hàng chưa ra nhưng mà trên mạng nó có cái gì mà nó giống như vợ. Ờ, nó vậy đó. Bây giờ trúng đi, coi chừng tôi đó nha. Trời ơi, mấy người vậy là không có trúng rồi chị. Nè,
biệt tôi vô được hai con số cuối 34. Đúng rồi, mà nó nhảy cho le nha, chứ dính ngay giữa. Dài ghê. Thu một chúng đi, tôi tiễn mấy người này đi hết. Trời, con này lộn xộn số đầu số đuôi. Trời ơi là nhờ. Và chúng là chúng được 1 triệu. Rồi. Còn tờ nữa mà. Gì mà vội mừng sớm vậy? Qua 4 giờ chưa biết ai nghèo hay khổ đâu. Nói thiệt em tâm sự với cả nhà mình này chứ. Từ ngày mà vô Hương Nam và từ ngày mà nhờ người đẹp tâm hảo, mình phải kể sao ta? Kể là vô hôm nam trước đó là nhờ tâm thảo trước, tâm mỗi thảo đi mặc áo dài trước, đi mặc áo dài trước đúng không? À, từ ngày nhờ người đẹp tâm thảo em mới biết mặc áo dài, và từ ngày bước chân nhờ Phương Nam là từ đó em mới biết ủi áo dài. Chứ thật sự từ đó đến giờ em chưa ủi một cái áo dài, là một cái áo dài làm sao em nói chuyện. Trời ơi, tôi không biết cái chuyện này đâu cả nhà ơi. Lúc mà biết tâm thảo á là chưa có được mặc áo dài, rồi diễn một chương trình ở Đồng Tháp đó là đi thời trang áo dài, là muốn mặc áo dài lần đầu tiên em còn nhớ là mặc áo dài màu cam màu đen, rồi sau này mới lên Nam thì trở lại với cái áo dài là xanh đột chuối là của Linh Lan tặng đó, là đến bây giờ là mới biết ủi áo dài, ủi quần áo dài chứ đó không biết đâu. Khờ lắm, đó chỉ là một là đầm bóng bê, đầm body cũng không có luôn nữa. Hai là đồ bay, chỉ có 2 kiểu đồ thôi. Ngày xưa em đi hát ở miền Tây á, 2 kiểu đồ thôi. Một là đầm bóng bê, hai là đồ bay, chứ không có áo dài hay là không có đầm dài, chứ không có dạ hội gì hết. Không biết mấy cái đó đâu. Sau này lần biết. Câu bóp cái hình đó kia là qua rồi cô chơi vậy á. Lâm vô cùng lên. Hôm đó cái tiền học diễn này. Khổ chưa? Nhà thì khổ chưa nè. Nó giả học nè. Nó giả cái tiếng nói luôn. Nó giả lắm nè. Nó giả móng tay luôn. Không, Hồng Thảo không sao móng tay. Không phải, chứ bởi vì nó là nó đem được chi tiết luôn á. Nhưng mà Hồng là đây vậy? Ủa sao em không tránh cái gì vậy?